Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Dân Sài Gòn trước Tết sôi sục kiếm tiền và lạc lối niềm tin. Từ hôm Noel đến nay, Sài Gòn đã kẹt xe trở lại, tần suất không dày đặc và khó thở như trước dịch. Nhưng nói chung, mọi người đến nơi công cộng không còn e dè như hồi tháng 10 và tháng 11. Bây giờ đến các siêu thị, trung tâm thương mại và nhà hàng không cần khai báo y tế, không quét QR code, không trình thẻ xanh COVID như hồi tháng 10 nữa. Đây là hình ảnh các nhà hàng kín khách đêm mùng 2 tháng 1 năm 2022. Tác giả Song Mây đã điểm tin thời sự Sài Gòn có bài viết được đăng tải trên đài nói BBC tại Anh Quốc. Tuy thế, dù bận kiếm tiền, lo Tết, dư luận vẫn quan tâm đến những chuyện thời sự nóng bỏng mà tôi xin điểm qua ở sau đây. Thứ nhất đó là vụ Việt Á, cháu bé 8 tuổi, nhạc rap và Tịnh Thất Bồng Lai là những điều mà dư luận đang rất quan tâm. Việt Á là vụ bê bối lớn nhất của ngành y sau khi Sài Gòn trở lại bình thường mới, bên cạnh vụ thổi giá thiết bị y tế ở các bệnh viện. Thế nhưng diễn tiến gần đây cho thấy vụ này đầu voi đuôi chuột, cái gốc phát sinh ra là Việt Á vẫn ở tận đầu tận đâu khi mũi dùi chỉ dĩa vào các ông trùm CDC ăn hoa hồng ở nhiều tỉnh. Mặt khác, cơn cuồng nộ của dân chúng về vụ kit xét nghiệm Việt Á bùng lên vào cuối tháng 12 bỗng nhiên bị đè bẹp bởi vụ án cháu Vân Anh 8 tuổi ở quận Bình Thạnh. Và trong tuần này thì lại đến cơn sóng mang gì về cho mẹ Tết này, nhại theo bài hát rap mang tiền về cho mẹ của Parker Denville. Hôm 5 tháng 1, cộng đồng mạng cười cợt hai vụ tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trước Quốc hội về việc kit xét nghiệm Việt Á có kết quả kiểm định chính xác 100% và dòng tự chào là từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp đã vượt lên là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Trên trang mạng của báo chính phủ đã đăng tải thông tin này. Đến hôm 7 tháng 1 thì cộng đồng mạng lại tranh cãi về vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Đây là hình ảnh khởi tố vụ Tịnh Thất Bồng Lai là lợi dụng quyền tự do dân chủ. Tuy nhiên, tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh lại ghi là có tội loạn luân. Báo này cũng ghi thêm tội lừa đảo, trong khi các báo khác thì không ghi rõ. Nhiều báo cứ ghi luôn là 11 trẻ em trong Tịnh Thất Bồng Lai là con ruột của ông Lê Tùng Vân, trong khi chưa có ai nêu chứng cứ gì cả. Thông tin hỗn loạn và bất nhất. Sóng sau, xô sóng trước là chuyện thường thấy trên các phương tiện truyền thông của Việt Nam, mà phía sau không loại trừ bàn tay đạo diễn mang tên là Ban Tuyên giáo. Bởi cơ quan này không cho đăng thì báo nào cũng chẳng dám đăng. Niềm tự hào dẫn đầu được tạo ra bởi sức ép thẻ xanh. Trước hôm 4 tháng 1, ngày học sinh lớp 7, 8, 10, 11 trở lại đến trường, một thành viên trong nhóm giúp cháu mùa dịch đã than phiền. Cháu của cô học lớp 8 tại một trường thuộc quận Gò Vấp bị cấm đến trường vì chưa tiêm chủng vaccine ngừa COVID. Cô than rằng lớp chỉ có mình cháu chưa được trích nên không biết trường có mở lớp dạy online cho cháu hay không. Rất nhiều thành viên sau đó đã nổi rằng giờ mới cho con đi học thì trường phải phân biệt. Sau này rồi thì trường cũng giống như các công ty và những nơi công cộng thôi. Ra vào đâu còn ai hỏi đến thẻ xanh COVID nữa. Sức ép thẻ xanh giờ lại làm khổ học sinh. Vì thế thật tức cười khi tự hào Việt Nam là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới. Một lần nữa có vẻ như Việt Nam lại đạt thành tích hàng đầu như mong muốn, giống như 100% người dân trong quận đi làm căn cước công dân gắn chip, mà sau con số này chính là từ áp lực từ phía công an khu phố buộc người dân đi làm bằng được, bất chấp là họ đã có thẻ căn cước công dân mã vạch còn thời gian. Và với tỷ lệ bao phủ vaccine cao, thật không có ý nghĩa gì với Việt Nam khi có đến 8 loại vaccine phòng COVID được Bộ Y tế phê chuẩn, với chất lượng bảo vệ không đồng đều, trong đó có những loại chưa được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách. Mặt khác, phụ thuộc vào vaccine viện trợ hoặc tài trợ, thời gian trích giữa hai liều của mỗi người có bị kéo dài hoặc rút ngắn, chưa kể còn kiểu tiêm trộn không giống ai. Đây là hình ảnh than phiền của một người trong group giúp nhau mùa dịch về việc một học sinh lớp 8 bị cấm đến lớp vì chưa chủng ngừa vaccine. Còn đến đầu tháng 1 năm 2022, thông báo của chính quyền Đà Lạt về việc trích vaccine Pfizer mũi 3
cho người chích hai mũi vaccine Trung Quốc và với bất kỳ ai chưa chích vaccine mũi nào đã làm dấy lên nỗi tiếc nuốt nơi một số người bị ép chích vaccine của Trung Quốc. Khi Đà Lạt bắt đầu chích vaccine cho dân cuối năm ngoái, toàn bộ những ai dưới 60 tuổi và không có bệnh nền đều bị chích vaccine của Trung Quốc. Để có thẻ xanh, nhiều người phải chích loại này dù không muốn. Vì sao trang thông tin chính phủ lại lờ đi số ca tử vong, bao gồm thiếu niên lẫn người lớn, sau khi chích vaccine phòng COVID từ Verocell của Trung Quốc, AstraZeneca của Anh lẫn Pfizer của Mỹ? Người dân cũng sôi sục kiếm tiền. Dân chúng đang sôi sục kiếm tiền để bù lại những khoảng thời gian bị mất của năm 2021. Trên tất cả các con đường ở Sài Gòn, hầu như chỗ nào cũng có người bán hàng, thậm chí bán cùng lúc nhiều thứ chẳng ăn nhập gì với nhau, miễn là có khách. Vào dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch, các quán ăn, nhà hàng, quán nhậu, hàng ăn vặt lề đường vân vân đều tấp nập khách. Ngoại trừ cái khẩu trang thì ai cũng đeo, còn khoảng cách thì chẳng buồn nhớ, cứ như chưa hề tồn tại virus corona. Trong cái nền sôi động kiếm tiền ấy, các kiểu kiếm tiền lừa đảo trên mạng cũng đang nở rộ như giả mạo công an giao thông, giả mạo ngân hàng, ăn cắp tài khoản mạng xã hội để mạo danh đi mượn tiền, nhắn tin mời chào, việc nhẹ lương cao, nhưng thực chất là dụ bỏ tiền, đầu tư, vân vân. Nhưng ngoài ra, uất ức nhất vẫn là kiểu kiếm tiền dưới gầm bàn của nhân viên công quyền. Đây là hình ảnh quán bán hàng trong hẻm đông khách ở trung tâm Sài Gòn. Hôm mùng 5 tháng 1, tình cờ chứng kiến cảnh một người bán thực phẩm ngồi khóc vì bị nhân viên phường buộc đóng cửa hàng với lý do bày hàng lấn chiếm lề đường. Đôi vợ chồng trẻ ở tỉnh để con nhỏ cho ông bà chăm sóc, tháng 10 năm 2021 lên Sài Gòn thuê một căn nhà phòng nhỏ bề ngang chỉ hơn 1 mét trong một con hẻm ở quận Phú Nhuận để bán hàng. Nguồn hàng tốt và cách giao tiếp chân tình, họ có khách đông khách và bị nhân viên phụ trách thuế phi nông nghiệp của phường để ý. Sau khi lên phường gặp chính người đó để năn nỉ thì họ được hứa hẹn với điều kiện nội trong ngày 6 tháng 1 phải đưa 4 triệu đồng để ông ta làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh. Người vợ nhẫn nhịn than rằng còn biết nếu mình tự xin giấy phép kinh doanh thì chỉ mất có vài trăm ngàn, nhưng nếu không nhờ ông ta thì mai mốt ngày nào ông ta cũng đến quấy nhiễu thì còn khổ hơn. Đã có bao nhiêu người dân Việt Nam đang kinh doanh phải tốn chi phí dưới gầm bàn như vậy? Không có con số chính xác, nhưng chắc chắn rằng không hề nhỏ. Và xã hội đang lạc lối để tìm niềm tin. Thất vọng trước thực trạng của xã hội, bất lực trước bệnh tình của chính mình và sợ hãi COVID, không ít người đã lạc lối khi tìm kiếm một niềm tin ở chỗ dựa. Đã từ vài năm nay, bỗng thấy một số bạn trẻ từ chỗ vô thần đã trở thành những tín đồ sùng bái đạo Phật, đặt niềm tin vào Thầy Thích Nhất Hạnh, Thầy Minh Niệm, Đức Đạt Lai Đạt Ma, vân vân. Đây là hình ảnh Thầy Minh Niệm với sách Hiểu về trái tim và kênh YouTube rất thu hút người xem. Điều này rất tốt khi họ thực hành cách sống theo tinh thần của những người thầy mà họ ngưỡng mộ để mong tâm trí bình an. Đồng thời tin vào nhân quả nên họ cố gắng làm nhiều việc thiện ở đời này. Thế nhưng thời gian gần đây thật sửng sốt khi có những bạn trẻ và bạn không còn trẻ tin rằng việc tập thể dục theo pháp luân công có thể chữa được tất cả các chứng bệnh, kể cả ung thư và nhiễm COVID. Cộng đồng pháp luân công ở Việt Nam còn ít vì họ bị chính quyền ngăn chặn tụ họp. Tuy vậy, một vài cá nhân mà biết được đều là dân trí thức và sống tốt, chỉ có điều niềm tin của họ dường như cực đoan từ khi từ chối hoàn toàn Tây y. Mới đây nhất là cộng đồng năng lượng gốc ở Việt Nam đã tin vào phép chữa bệnh qua mạng bằng cách nhìn vào trán để truyền năng lượng của chú Phúc nào đó. Tác giả cho biết thêm, vài người mà tôi quen trong cộng đồng này đều qua tuổi 60, có bệnh nền, giỏi làm ra tiền và giàu. May mắn tôi có niềm tin riêng của mình, một niềm tin vững chắc giúp tôi vượt qua sự hỗn độn của năm 2021 và thấy mình là kẻ sống sót, chứng kiến những khoảng khách của 102 mong đừng bao giờ lặp lại, đó là bị ép ngoáy mũi, bị ép phải chích loại vaccine có sẵn mà không được lựa chọn, bị buộc ở trong nhà và không thể mua được thực phẩm theo ý. Vào năm 2022, chỉ mong những lệnh hành chính quái gở kiểu ai ở đâu thì ở yên đấy sẽ biến mất mãi mãi cùng con COVID quái ác. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022.
Kính mời các bạn xem bản tin Những tấm huân chương mờ ám. Ông Nguyễn Phú Trọng đã ký vào tấm huân chương nhân danh nhà nước Việt Nam trao cho công ty Việt Á, đã góp phần đáng kể cho công ty này phát tán hàng chục triệu bộ kit xét nghiệm dởm trong cơn đại dịch gần đây, đã khiến cho 34.000 người Việt Nam phải chết. Trước đó cũng có 3 tấm huân chương do Nguyễn Phú Trọng ký theo kiểu thần tốc để khỏa lấp những hành vi tội ác đối với người dân Đồng Tâm. Đây là hình ảnh cuộc đột kích của 3.000 lính cơ động lúc nửa đêm vào làng Đồng Tâm hành quyết cụ Lê Đình Kình, một lão thành cách mạng, trên giường ngủ và bắt đi 30 dân làng. Sau đó được trao tặng ngay 3 huân chương chiến công cho 3 cảnh sát cơ động rơi xuống cái hố chết cháy. Nhà văn Phạm Đình Trọng trong bài bình luận trên trang Facebook cá nhân, ông đã nói như sau: huân chương nhà nước là sự ghi nhận của Tổ quốc và nhân dân đối với những đóng góp quý báu của cá nhân và tổ chức xã hội cho nhân dân, cho đất nước. Là một giá trị tinh thần lớn lao mang tầm thời đại và quốc gia, mỗi huân chương đều mang bóng dáng một thời lịch sử của đất nước. Là hình thức ghi công cấp nhà nước cấp cao nhất, việc xét tặng huân chương được tiến hành dân chủ, công khai, thận trọng, kỹ càng, xác đáng, đòi hỏi phải có thời gian khẳng định công trạng và không bị giới hạn thời gian xét tặng. Cho đến nay, việc xét tặng huân chương nhà nước cho những cá nhân và tổ chức có đóng góp cao cả cho Tổ quốc và nhân dân ở những thời sự khác nhau đã lùi xa. Từ kháng chiến chống Pháp đến chiến tranh giữ nước ở biên giới phía Tây Nam, ở biên giới phía Bắc vẫn được xem xét và trao tặng. Cần có thời gian khẳng định để tấm huân chương nhà nước cao quý, thiêng liêng, có giá trị lâu bền cùng lịch sử không được phép trao nhầm, để tấm huân chương cao quý không trở thành tầm thường và nhảm nhí. Từ đó càng thấy rõ việc vội vã, hấp tấp, ngang tắt trao tặng huân chương lao động, huân chương nhà nước do Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi đó ký cho Việt Á, một công ty nhiều bóng ma, tồn tại vật vờ, kinh doanh manh mún, thủ công, còn trong bóng tối thì vô danh, hoàn toàn không có bề dày lao động và đóng góp. Điều này chỉ chứng tỏ có một quyền lực vô song đã lạm dụng quyền nhà nước trao cho Việt Á tấm huân chương nhà nước cao quý, mạ vàng giả, phù phép lên những chiêu trò kinh doanh gian dối và tội ác của Việt Á. Không những là một công ty tội ác mang tính mạng gần 100 triệu người dân ra kinh doanh để kiếm lời, Việt Á trong vụ cung cấp kit xét giả còn là công cụ, là sân sau của một thế lực nhà nước mafia trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh công ty Việt Á được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp tiền cho nghiên cứu cùng với Học viện Công y, rồi được Bộ Y tế chứng nhận chất lượng. Sau đó các báo tuyên giáo ở Đảng tung hô về chất lượng cũng như nổ láo rằng được các nước đặt mua để xuất khẩu đi toàn thế giới. Vì thế mà toàn thể nhân dân đã bị lừa dối, 34.000 người chết vì Covid vừa qua không thể phủi tay cho qua được. Thế lực nhà nước mafia đó đã dùng quyền lực nhà nước biến Việt Á, một cơ sở kinh doanh cỏ con, manh mún, mua đầu chợ, bán cuối chợ, thành công ty quốc gia, thành cơ sở khoa học cấp nhà nước, được độc quyền sản xuất, kinh doanh kit test giả, kit virus corona. Cũng là sân sau của thế lực nhà nước mafia, bộ kit giả Việt Á không thể phát hiện ra virus corona được bán với giá cao gấp hàng chục lần so với bộ giá kit đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Là sân sau của thế lực nhà nước mafia, nhà nước phải dốc hàng ngàn tỷ đồng tiền ngân sách ra mua giá cao bộ kit giả của Việt Á. Là sân sau của thế lực nhà nước mafia, gần 100 triệu dân suốt mấy tháng ròng bị đè ngửa ra ngoáy mũi bằng bộ kit giả Việt Á và công cụ bạo lực nhà nước được huy động tổng lực, xăng xái, hung hổ, phá cửa xông vào nhà dân, lôi ra ngoáy mũi bằng kit giả của Việt Á. Là sân sau của thế lực nhà nước mafia, Việt Á mới được độc quyền một mình một chợ sản xuất kinh doanh kit giả. Thị trường thế giới đã tràn ngập kit chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn của thế giới. Giá bán thấp nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam lại không được cấp phép nhập khẩu, dành thị trường Việt Nam cho kit giả của Việt Á. Là sân sau của thế lực nhà nước mafia, cả bộ máy nhà nước do Thủ tướng đứng đầu đã hối hả gấp gáp sử dụng bộ kit giả của Việt Á, không thể phát hiện virus, làm cho dịch bệnh bùng phát và lan nhanh ra cả nước. Hơn 30.000 người dân đã chết dịch. Hơn 30.000 mạng sống của người dân đã bị dịch bệnh cướp đi, có bàn tay tội ác của Việt Á.
Đây là hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân chết vì Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Không là sân sau của thế lực nhà nước mafia, không có thế lực nhà nước mafia bảo kê thì không thể có bộ kit giả Việt Á. Để bảo kê cho bộ kit giả của Việt Á, Bộ Khoa học và Công nghệ mau mắn họp báo tung tin giả là bộ kit Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận, được Bộ Y tế nước Anh cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn châu Âu, được 20 nước trên thế giới ký hợp đồng mua. Để bảo kê cho bộ kit giả của Việt Á, Bộ Y tế tức tốc cấp giấy phép quốc gia cho kit giả Việt Á lưu hành trên cả nước. Có sự bảo kê ở cấp bộ, cấp chính phủ thì giúp nhân viên lao động chân tay chỉ biết chạy mánh, chỉ quen buôn đầu chợ bán cuối chợ của Việt Á mới có được không gian tung hoành, tạo ra những bóng tối hàng trăm triệu bộ kit rẻ cho cấp cho cả nước, thu về hàng ngàn tỷ đồng tiền lời. Việt Á chỉ là sân sau của những ông chủ có quyền lực nhà nước nhưng giấu mặt mà thôi. Cùng Việt Á kiếm lời hàng ngàn tỷ đồng trên tính mạng của người dân là mấy ông có quyền lực ở bộ trưởng, thành viên chính phủ chứ không thể là cấp vụ. Mấy ông bộ trưởng đó đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, và ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long còn lên mặt đạo đức rằng lợi dụng dịch bệnh để trục lợi làm xói mòn lòng tin với ngành, chờ cháo đến thế là cùng. Đây là hình ảnh người phụ nữ ở Bình Dương bị cưỡng bức thô bạo để xét nghiệm cũng vì chủ trương của chính phủ, nay đi kiện như con kiến kiện củ khoai, không thể nào có kết quả. Vụ kít giả Việt Á bị phanh phui, tội ác Việt Á phải đối mặt với pháp luật, chỉ mấy con dê tế thần cấp vụ bị lôi ra chịu trận cùng Việt Á. Từ tấm huân chương của Việt Á khiến chúng ta liên tưởng tới tấm huân chương chiến công hạng nhất cũng được vội vã đến thần tốc trao tặng ba công an được tuyên dương là chết cháy khi tấn công vào giấc ngủ của dân Đồng Tâm. Cũng ông Nguyễn Phú Trọng đã ký vào ba tấm huân chương chiến công hạng nhất cho ba công an kém nghiệp vụ dẫn đến chết chùm lãnh nhánh ở làng Hoành thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Đó chỉ là sự giàn dựng vụng về thô thiển của Bộ Công an tạo ra ba tấm huân chương nhằm che giấu việc sử dụng bạo lực nhà nước bất chính man dợ với dân. Chết lãng nhách vì cảnh sát cơ động là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ trực thuộc Bộ Công an. Khí tài được trang bị hiện đại nhất, uy lực mạnh nhất, hiệu quả nhất, con người không những được rèn luyện, tinh thông kỹ năng chiến đấu, kỹ năng vượt mọi trở ngại, mọi địa hình mà còn được trang bị công cụ bảo vệ tính mạng an toàn nhất. Vậy mà cả ba cảnh sát cơ động tinh nhuệ nối nhau rơi xuống cái giếng trời còn con, rồi khoanh tay chịu chết chùm, chết thui ở đáy giếng trời do thiếu oxy, lửa không thể cháy dữ. 3.000 cảnh sát cơ động vãi đạn như mưa, hoàn toàn làm chủ diễn biến trận tấn công dân làng Hoành, khiến dân không thể ló mặt ra khỏi cửa. Một thân xác chết thành than, phải ngùn ngụt cháy cả giờ, vậy mà 3.000 cảnh sát cơ động đội hình giáp sắt chẳng nhẽ lại để đồng đội cháy thành than. Đây là hình ảnh cuộc đột kích 3.000 lính đặc nhiệm lúc nửa đêm vào làng Đồng Tâm vào hôm 9 tháng 1 năm 2020. Dầm dập xe bọc thép, xe đặc chủng, xe trang bị vũ khí điện tử giải kín đường làng. Cả trung đoàn cảnh sát cơ động công an với hơn 3.000 cảnh sát chiến đấu trang bị hiện đại từ đầu đến chân, trùng trùng lớp lớp, vòng trong vòng ngoài, bủa vây đánh vào thôn Hoành nhỏ bé, bình yên của xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội. Đánh vào người dân chỉ có cày cuốc, chỉ có tình yêu máu thịt với mảnh đất, thấm đẫm mồ hôi. Người dân thôn Hoành đã làm ra hạt lúa, hạt ngô cho xã hội. Lão nông Lê Đình Kình không những là người dân lương thiện, vô tội, chưa hề bị truy tố hình sự, mà còn là lão thành cách mạng, đảng viên, chưa hề bị kỷ luật đảng, đang sinh hoạt đảng trong chi bộ của thôn Hoành. Đảng bộ xã Đồng Tâm đã bị bắn chết ngay trên giường ngủ. Nhiều nông dân vô tội của làng Hoành đã bị đạn công an bắn thủng bụng, trúng sọ, gãy xương, vân vân. Công an nổ súng giết dân vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, thì ngay hôm sau, 10 tháng 1 năm 2020, đã có ngày quyết định do ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký tặng huân chương chiến công hạng nhất, trao tặng cho ba công an chết cháy khi tấn công vào giấc ngủ của người dân. Trao tặng thần tốc đến bất thường, đến phi logic ba phân huân chương chiến công hạng nhất cho ba công an tinh nhuệ chết lãng nhách, cho thấy rằng ba cái chết được nhận huân chương
cả tên tuổi của ba cái chết đã có từ khi xây dựng phương án tấn công người dân làng Hoành từ trước khi công an vãi đạn bắn giết dân làng Hoành. Mọi cuộc nội chiến đổ máu với dân, mọi hành động bạo lực nhà nước đánh vào dân, giết dân vô tội đều là thảm họa của dân tộc, của lịch sử, đều là tội ác của nhà nước phát động nội chiến. Là nỗi đau muôn đời của dân tộc, không thể là chiến công của bất cứ ai còn chút lòng yêu nước thương nòi.